Đây là đoạn đường Collins ngày cuối tuần. Collins của thành phố Melbourne nha. Cuối tuần đông nhộn nhịp luôn. Biết bao nhiêu người đi shopping ngày cuối tuần. Ở đây thì có rất nhiều nhà cổ. Thì đi đêm cổng bên kia là Flinders, cái trạm xe lửa Flinders. Ở cái đường Collins này nó rất là nhiều kiểu luôn đó quý vị. Ở bên tay trái của Anthony á, nó có nhiều hiệu lắm, và phút này thì bán đồng hồ, quần áo cũng như vậy. Hàng cây xanh đẹp của cái đường Collins, và đường này nổi tiếng về đồ hiệu. Hôm nay dùng cây Ten, GoPro Ten, GoPro Hero 10 á, thành ra là vừa đi vừa quay phim không có sợ cái độ rung. Và cái video của cái máy quay của GoPro Hero 10 công nhận nó smooth dễ sợ luôn. Thường thường đi gì, những cái bước đi của mình á, nó rất là chập chững, thành ra nó làm cho cái máy rung. Nhưng mà cái độ phim của cái máy này quay nó rõ từng nét luôn. Đường này nó có những hàng cây thì nó cũng tạo được cái không khí mát cho cái con đường. Cuối tuần nhiều người đi shop cho nên xung quanh con đường này rất là đông. Đồ hiệu bán rất là nhiều người mua luôn. Đây là tòa nhà Council của Melbourne, City of Melbourne. Cái tòa nhà này cổ rất là đẹp luôn. Nó có cái đồng hồ phía trên. Cái nhà này nhìn cái góc độ của nó, từng cái nét cổ của nó rất là đẹp. Phía bên này thì có cái nhà thờ. Nhà thờ cũng rất là đẹp luôn. Anh thấy này rất thích cái cảnh. Nhà này nó có cái nét, từng cái nét cổ đẹp, cái đồng hồ phía trên. Hôm nay anh thấy chia sẻ một ít cái đoạn đường Collins và thành phố trung tâm thành phố Melbourne nha. Rồi thôi, anh thấy xin chào quý vị và các bạn ở đây. Chúc quý vị vui vẻ và những ngày cuối tuần.